Những người đi làm vào cái giống như ở bên này đi. Những người đi làm đóng thuế xong nhiều nhiều người cứ ngồi ăn thất nghiệp. Liệu người Việt Nam mình á có chịu như thế không? Đúng không? Như ở bên này á thì nhiều người qua đây định cư rồi trở thành người Úc, người lấy quốc tịch ở đây thì được hưởng những cái quyền lợi giống như là y tế này kia các thứ rất là tốt. Nhưng mà đi xã hội lại, nếu như người Việt Nam mình ở Việt Nam á, có chịu đi làm đóng thuế, rồi ví dụ như là một cái người hàng xóm bên cạnh này, người ta đi làm, xong rồi nó nhòm sang bên cạnh này, một cái nhà bên cạnh ấy thì chả làm ăn gì cả, cứ đi ra ăn gian thất nghiệp hay là cái này cái nọ chai đó, thì liệu cái người đó, người ta người Việt Nam đó có chịu ngồi, có chịu chịu im không? Lê Sả đang ngồi, Lê Sả suy nghĩ, Lê Sả bảo chứ người Việt Nam mình có được như vậy không? Tại sao mình không so sánh những cái người được sang bên này được những cái hưởng những cái đấy, có lúc nào bình tâm ngồi nghĩ lại xem tại sao mình không so sánh mình với người ta, nào là ôi rồi ơi người ta cái đất nước này nó nhẹ nhàng với mình lắm rồi, thế này thế nọ thế trai lịch sử này kia các thứ, có bao giờ mình bình tĩnh mình ngồi lại mình nghĩ rằng tại sao mình không so chính bản thân mình với những cái người đó, tại sao người ta như thế, tại sao mình không so là mình cũng lịch sự, mình cũng ăn nói nhẹ nhàng, mình cũng đàng hoàng hiểu biết như người ta. Rồi á, liệu rằng ví dụ như Việt Nam được như ở bên này đi, liệu con người Việt Nam mình có chịu ngồi đi làm quần quật từ sáng đến tối rồi nhìn cái nhà hàng xóm bên cạnh nó cứ ngồi nó ăn trợ cấp cả làng cả họ nhà nó không? Liệu người Việt Nam mình có làm được những cái chuyện như vậy không? Nên giờ đang ngồi nên giờ nghĩ, tại vì mình cứ lên trên YouTube mình xem là mình cứ thấy người ta nói là ô, bên này đủ các thứ được được hưởng quyền lợi đủ các thứ trên cõi đời này, nên giờ mới ngồi nghĩ lại so bản thân chính người Việt Nam mình người Á với lại những cái người Tây, liệu mình có đủ đủ cái lòng nhân ái để mà mình đi cày rồi những người khác ăn trợ cấp không? Liệu có làm được như vậy không? Nếu mà làm được như vậy, nếu mà không bao giờ ghen ghét nhau, Lê Sả thấy ngay như ở đây á, người này mở cái đại nhạc hội xong mời mời ca sĩ hải ngoại tới, thế xong bắt đầu tranh ăn của người khác, thế là thằng khác nó mới cầm gậy lên nó xui người ta, nó thuê người ta tới để biểu tình phá rối cái sự làm ăn của người ta, rồi người nọ chửi người kia cứ trâu buộc két trâu ăn vậy đó, thì liệu rằng người Việt Nam mình có chịu chịu đi làm đóng thuế xong rồi để cho người khác ngồi để hưởng cái quyền lợi đấy không, hay là thằng nọ tức thằng kia thằng này chọc thằng nọ xong bắt đầu loạn hết cả lên, tại sao họ không so những cái đấy nhỉ? Liệu người dân mình có làm được như vậy không ạ? À, các bạn cho Lisa hỏi cái. Hello, chào các bạn. Nên nhiều người sang đây rồi, trời ơi ở bên này nó hay lắm, y tế rồi các thứ giáo dục cái gì cũng tốt, đúng tốt thật, tốt hơn Việt Nam nhiều chứ, nhưng mà cái người ta đi làm người ta đóng thuế rồi người ta làm đủ các thứ cho mình, tại sao mình không nghĩ những cái đấy, nó đâu có tự nhiên đâu, đúng không? Như lần trước Lê Sả cũng đã nói rồi đấy. Đúng không? Ngay như là so ngay chính bản thân mình, cái giống như con người của người Việt Nam mình, liệu có đủ, có thể nào mà ngồi im được mà nhìn người khác mình đi làm để mình cho người khác ăn không? Nếu mà muốn được như cái đất nước này thì tất cả mọi người đi làm đóng thuế cao đi,
như là nhà ở đây này cũng đóng thuế này, chính phủ nó bắt mình đóng bao nhiêu là phải đóng bấy nhiêu, không có nói nhiều, không có bảo tại sao tao phải đóng thuế này kia các thứ, nó bắt đóng nó lên là mình phải đóng. Bây giờ cái tiền tiền thuế đất này này nó mà lên ấy, thì mình lại đóng lên, tại vì mỗi một năm á, cái giá nhà nó lại 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 đắt lên ấy, thì cái tiền tiền thuế của mình lại tăng, cứ thế tăng thôi, mình cứ thế mà đóng thôi, mà cái thuế đất á là đóng suốt suốt đời không bao giờ hết, năm nào cũng phải đóng, đóng không bao giờ hết được, tại vì cái đất này nó của chính phủ không phải đất của mình, chỉ là cái nhà mình xây lên cái đất này, cái quyền sở hữu của mình thôi, là chủ thôi, nhưng cái đất này là của nhà nước, cho nên là cái nó tính cái tiền thuế là theo cái giá nhà của cái đất mình ở, cái khu này nó mà tăng tiền, cái giá trị căn nhà nó tăng thì cái thuế nó lại tăng lên, cứ như thế mà đóng thôi, ai cũng phải như vậy, không có cãi được. Như là Lê Sà vừa mới xem có cái đứa nào ấy nó đăng một cái tin là cái gì cộng sản lại muốn ăn cướp tiền thuế của dân, bắt dân đóng thuế tiền nhà tiền đất ấy. Lê Sà thấy trời ơi sao sướng thế, Việt Nam mà tiền thuế đất cũng có thể phản đối được, ở đây làm gì có phản đối, mày không đóng hả, ok không đóng thôi, không đóng nó cứ thế nó tăng tiền lời lên thôi, mỗi năm ví dụ như là 2.000 đô thì nó cứ tính tiền lời bao nhiêu đấy, nó cứ tăng, năm sau lại không đóng thì lại tăng tiếp, cứ thế tăng tăng hàng năm, rồi cái tiền nợ đấy nó tăng 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 đến khi nào mà nó bằng ngang với cái giá trị căn nhà, nó cho mình ra tòa nó lấy luôn nhà, tống cổ mình ra ngoài cửa xong không đóng đi, đâu có sao đâu. Đây, bây giờ thôi bỏ cái chuyện đấy sang bên, bây giờ mình nói về cái chuyện đàn ông đàn bà. Lúc sáng thì già cũng bảo là nói về cái chuyện đàn đàn, đàn ông với đàn bà. Nhiều người nên xả thấy nhiều người đàn ông hay chửi đàn bà là tham tiền đúng không?